Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến cái bước gọi là cái gì ta? Chọn tướng nha các bạn. Thì ở đây là tôi thấy là nó có cả heo sáu muối nha mấy ba. Trận này thì tôi nghĩ là tôi sẽ chọn con gì đó nhìn nó độc lạ xíu. Tôi nghĩ tôi sẽ chọn cái con chó hình quả trứng nè các bạn. Con chó hình quả trứng nha. Ok. Rồi bạn ơi, ready đi bạn ơi, bạn ready cái đi. Rồi rồi, vô nè bạn ơi. Mình chơi C3 luôn. Chơi C3 gì nhưng mà chơi khác dữ vậy? Đúng rồi, chơi vậy nó mới khác nha mấy bạn. Ây da, liệu rằng là chó trứng với lại là C3 con nào sẽ mạnh hơn đây? Con này nó tên là Eddog. Ơi, bạn nhìn con của mình kìa, sáu muối. Ê bạn ơi, từ từ bạn ơi. Sao mình nhìn con của bạn với con của mình nó giống như kiểu là nó không có gọi là công bằng các bạn. Không cần. Đâu, bây giờ mình phải chơi mình biết việc. Đó, đấm. Ây da, sao bạn đánh mình? Đánh hả? Tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu của quả trứng. Quả trứng mạnh vậy. Quả trứng này, trồng quả trứng mạnh vậy. Quả trứng mạnh nha. Ê có ảo không vậy? Ê từ có ảo không vậy? Ảo sao? Nó ảo sao bạn? Thôi mình không có cơ hội để tiếp cận luôn vậy. Ảo sao bạn? Ôi, từ từ. Ây da. Tuyệt chiêu anh tiêu. Tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu C3. C3 sao? Né nhẹ cái. Né nhẹ cái ơi. Sao ui, cái? Con C3 này nó phế quá các bạn. Trời ơi. Sao cái? Mình anh. Trời ơi, nó đánh yếu quá, con này đánh yếu quá. Ủa gì vậy? Ủa? Quả trứng hả? What are you doing, bro? Mình cho bạn ăn trứng ra, ăn không? Ăn đi, ăn trứng à, ăn trứng à. Không ăn đâu. Ăn trứng nè. Ăn trứng. Bạn ăn trứng. Bạn đánh mình đã. Đá vô mặt. Yeah. Đá vô mặt. Mình đang bị đánh các bạn. Đá vô mặt. Đừng đánh nữa. Cái gì cơ vậy? Né anh tiêu. Ây da, đâu rồi? Gần hết máu rồi. Anh tiêu nè. Ui rồi, trời. Sợ chưa? Dùng nguyên cái lưỡi của nó luôn mấy má. Sợ chưa? Sợ là sợ thế nào? Đẻ quả trứng. Bùm, đẻ quả trứng. Bùm. Sợ thế nào? Đẻ quả trứng. Bùm. Đẻ quả trứng. Bùm. Sợ nè. Bạn gần thua rồi. Bạn gần thua rồi. Các bạn fan của Kairon, các bạn đã cảm giác thất vọng như thần tượng của các bạn chưa? quá đơn giản. Thất vọng về bản thân mình quá. Vậy là coi như là đã gọi là chiến thắng một trận rồi đó các bạn ạ. Quá đơn giản thôi. Kairon, nếu mà trận này mà Kairon thua tôi nữa là Kairon coi như là thua luôn đó. Không có đâu, trận này là nhất định mình sẽ gọi là báo thù các bạn. Mình báo thù nha. Ok, vô. Làm lại đi. Đánh là không có nhường nha. Đừng có mà đúng video rồi. Của Phong mà nhường Phong không được vậy nha. Không được vậy đâu. Không, hồi nãy em nhường thiệt. Hồi nãy em nhường thiệt. Đúng rồi. Bây giờ là mình sẽ chơi cái con linh vật này, mình đảm bảo là bạn sốc luôn. Mình sốc luôn hả? Là bạn chơi con sốc đúng không? Đúng rồi. Mình sẽ chơi con cá heo sáu muối. Được, mình sẽ chơi cá heo sáu muối đi. Rồi, vô. Ê, tính ra con sóc là cái con linh vật ngày xưa của Kairon đó bạn. Nếu đúng bạn rồi nào các bạn biết. Linh vật cũ à. Hãy phù hộ lại cho tôi đi. Hãy phù hộ lại cho tôi đi. Phù hộ thế nào được, không thắng được đâu bạn ơi. Ui trời, ngầu vậy ta. Nhỏ nhưng mà có vỏ nha bạn. Ê, nhưng mà con sóc của bạn nó đội cái mũ ông già Noel kìa. Nhỏ nhưng mà có vỏ. Ôi bạn ơi. Bạn nghĩ rằng là cái công sắp của bạn có thể chạm được vô cái body xấu muối của mình hả bạn? Mình đâu cần chạm vô đâu. Mình đâu có cần chạm vô. Ủa, sao nó trưởng được vậy? Trưởng nè. Mình đâu có cần trưởng nè. Đau anh ơi. Tuyệt chiêu cá heo lặn nước. Trưởng nè. Đau quá. Đau quá. Con sắp này khỏe. Con sắp này thật khỏe. Khỏe sao? Khỏe sao? Tán vô cái đầu, khỏe. Đập vô cái mặt nè. Đây. Nó dùng cái đùi nó mặt, nó đánh đập vô cái đầu nè. Ơi có con não trôi ngang qua kìa. Hình như nó là bạn các bạn. Ý mạnh hiếp yếu à. Ai ý mạnh hiếp yếu? Ý có 6 muối. Sao làm gì? Ui yếu xìu. Bây giờ coi nè. Phong cận TV nè. Ui tiền tiêu rồi bạn ơi. Bạn mất anh tiêu rồi mà. Cái đó người ta gọi là tiệt chiêu, gọi là gì ta? Cá heo. Đánh lừa. Cá heo gọi là người ta tắm biển hiểu không? Đó tiệt chiêu cá heo tắm biển. Phun nước. Chết rồi. Mình đang chơi dùng đất của cá heo nên mình đánh không lại. Đúng rồi, đây là bạn không thấy hả? Bên kia con gì mập vậy? Bạn ơi, tiệt chiêu coi. Tiệt chiêu đâu? Ủa bạn la gì vậy? Ủa mình thắng bạn rồi mà. Ủa? Disconnect rồi bạn ơi. Thoát game rồi. Ủa?
Ủa làm mình kiểu ủa sao tự nhiên cay la ông sùm vậy? Ủa bị thoát game rồi. Ủa mình ủa kỳ vậy? Wow. Vậy là trận này không tính. Vậy là trận này không tính. Mày thấy không? Lỗi game nha, cái này là lỗi game nha. Trận này không tính. Trời ơi may quá anh em ơi, trận hồi nãy á là cái con cá heo của tôi nó hơi yếu, đánh không lại con sóc. Cho nên tôi tưởng thua rồi, ai về đâu bị rắc game, bị hư game cho nên là phải chơi lại. Bây giờ tôi phải chọn con khác mới được. Trời nói chung là cũng may thôi. May thôi. Hả? À, may thôi. Rồi. Rồi, vô đi anh Phong mình, ơi. Mình sẽ chọn con mèo đi. Ok. Tôi sẽ chọn con mèo. Ơi con này giống bé bông quá vậy. Ui cái con gì của cai nhìn thấy ghê quá vậy. Con cừu. Con cừu nhìn thấy ghê quá vậy. Đó là con cừu đó các bạn, nhưng mà con cừu này là cừu sáu múi nha. Ừ. Không, tôi thấy nó giống cái cá viên chiên. Ai, ủa. Con mèo của Phong nó biết đứng. Cái con của bạn nhìn nó cũng buồn cười mà. Sao nó bạn cao hơn mình luôn vậy? Ai sao cái con mày di chuyển buồn cười vậy? Mày di chuyển lại á, di chuyển lại á. Từ từ. Tiệt chiêu. Ơi cái con này của mình. Từ nè. Cái con này của mình là có tiệt chiêu là sẽ dùng cái đầu để hút. À, hút nè. Dùng đầu. Trời nó nhỏ mà nó đau vậy? Nhỏ mà có nhỏ vậy? Ây da. Hút nè. Hút à, hút cái gì? Hút nè. Ui cái con này là con mèo hay là con bò mà nó hút ghê vậy? Hút nè. Trời con này là con bò tê giác hay sao á? Anh tiêu nè. Anh tiêu lại. Ây da. Bù. Anh tiêu của bạn có khỏe đấy, nhưng mà làm sao mạnh bằng mình được? Khỏe mà, đã bảo là khỏe lắm mà. Lắc lư cái đầu. Tuyệt chiêu lắc lư cái đầu. Ai bây giờ mình mới nhận ra là máu mình ít quá bạn ơi. Cho đúng mình rồi, đánh bạn xíu được không? Bạn hết máu rồi. Bạn thua mình rồi. Trời sao con cừu này yếu quá vậy? Round 2. Ai Phong không? Nhìn con chó màu đen đằng sau không? Hả? Cụ ống sống xét. Ê! Đúng rồi. À, chơi đánh lạc hướng. Đúng rồi sao? Đánh lạc hướng thì sao? Đúng rồi sao? Hút nè. Con này. Con mèo hút. Đào quá đà. Con mèo hút. Đào quá. Nút đào quá đà. Mày. Con mèo hút nè. Con mèo hút nè. Con mèo hút nè. Ây da. Tôi hút mà Kairon không làm gì được tôi luôn mấy ông. Đó mấy ông thấy không? Có tiệt chiêu mới. Tiệt chiêu gì vậy? Tiệt chiêu gọi là bức lông ném hả? Trời ơi. Bức lông à. Ê bạn để ý là mình bức lông ra là mình có 6 múi nha. No. Ây da. Bị làm sao đỡ được? Ây da. Làm sao đỡ được? Tiệt chiêu mèo hút. Ây da. Tiệt chiêu mèo hút. Hút nè. Hút à. Kairon khỏe vậy ta. Hút à. Hút. Anh tiêu nè. Hụt rồi. Ủa không đâu mà hụt. Hụt mà. Ây da. Chết rồi bạn ơi, trận này có bộ cái con cừu của Kai nó có cái tiệt chiêu của con gòn gì đó mạnh quá. Ây da. Nè. Thêm vài nhát nữa rồi. Anh tiêu nè. No. Ủa. Hụt rồi. Hụt rồi bạn ơi. Nhưng mà nhận thắng nha. Sao không cứ động được? No. Yeah. Trời ơi. Vậy. Mũi. Tại sao đạn đó tôi không cử động được mấy bạn? Cái đó đấm liên tục tôi không cử động được luôn mấy bạn. Đó, lại đấm liên tục kìa mấy bạn, thấy không? Nữa nè. Mình cái đòn gian gian thiệt. Ủa gian gì bạn? Trời. Này thì cái đòn đấm đi. Cái này là cái tiệt chiêu của người ta. Mày lại đây mày nắm mình nè, Đấm mình đi. Đấm mình đi. Hụt đâu mà hụt. Ghê quá tí ơi. Mình hút bạn nè. Mình hút bạn đó. Đá vô đầu con mèo. Đá đâu? Đá vô mặt đó. Mình hút vô bụng bạn nè. Ây da. Hút à. Ây da. Kairon hả? Trời ơi. Mấy bạn đó trận này là tôi hay là Kai thắng? Tôi nghĩ tôi thắng rồi. Ây da. Hút nè. Ây da. Tiệt chiêu lắc lư cái đầu. Lắc lư. Tiệt chiêu lắc lư cái đầu. Đập. Phải sử dụng anh tiêu rồi. Ủa sao anh tiêu mình kỳ vậy? Bị hút vào đây. Anh tiêu của bạn quá xàm xí. Bạn đã thua rồi. Hay quá bé bông ơi, nhìn mặt bé bông hại vụ quá. Trời ơi. Hay quá quá đơn giản với bông. Trận đầu là mình thắng nha, nhưng mà trận sau mình lại thua. Kỳ. Ê, tự nhiên bây giờ mình thắng luôn hai trận cái mình thấy nó trống văng quá, thấy nó hơi chán. Hay là bây giờ mình nhường cho Kai thêm trận nữa được không ta? Nhường. Thôi bây giờ à? Coi như là nhường. Không cần nhường hả? Không cần nhường hả? Ok được rồi. Nhưng mà bởi vì á là mình muốn trận đấu của chúng ta nó dài hơn xíu, cho nên là bây giờ á là mình với bạn gọi là sẽ chơi chung một con tướng. Chơi chung con tướng hả? Ok cũng được. Rồi vô luôn.
Bây giờ bạn chơi con nào, bạn muốn chơi con nào? Mình á, mình thấy thì... Có, thấy có con chó hài á. Con chó sáu múi hả? Đúng rồi. Không, mình thấy có con chó ở bên dưới, có con chó màu đỏ đỏ, nhìn nó mới hài vậy. Con chó đúng rồi, ý mình là vậy đó, ý mình là con này nè. Ôi, vậy mình lấy con này nha, nhưng mà mình sẽ đổi nó thành cái màu khác đi cho nó dễ nhìn. Rồi, rồi ready. Ok. Rồi, chúng ta sẽ chọn đánh nhau ở đâu cho nó dễ nhìn vậy ta? Đánh nhau ở trong nhà đi ha. Được, rồi, chơi go. Ui, nhưng mà con này hình như giống con chó xúc xích đó bạn. Bạn biết con chó xúc xích không? Tiểu huynh đài à, không thắng được đâu. Ui, con của bạn có áo luôn hả? Ê, cái con của mình là võ sư Trung Hoa nha các bạn. Nó là võ sư Trung Hoa nha. Con của bạn có mặc áo nè, con mình không có mặc áo nhưng mà không chào sao cả. Chào cái, chào cái, chào cái, chào cái. Chào. Múa sao? Ui, chúng ta con đều, này, chúng ta. Ui, con này nó, con này là đánh kung fu nha bạn. Con này là thuộc dạng đánh kung fu nha. Ó, đấm. Trời ơi. 1000 cú đấm cũng không cần. À, biết rồi. Biết rồi sao? Lại đây. Đã. Đã được mặt đó. Ấy à. Wow. Cái gì vậy? Sao mà cay mạnh như vậy? từ Thắng nè. Ôi sao còn có mấy cái chiêu cuối mà mình khó vậy ta? Thắng nè. Ê, bày. Thôi phải sử dụng anh tiêu rồi. Anh tiêu sao? Anh tiêu hụt. No. Nè. Ui, còn ai thắng? Giờ lại thắng đây. Ai thắng đây? 4 3 Hết giờ là mình thắng. Yeah. Mình thắng. Rõ ràng là tôi có nhiều máu để vậy mà vẫn thua luôn á, cay vậy. Mình đã nói rồi, mình tuyên bố là mình sẽ thắng mà, bạn không tin mình thấy chưa? Thấy chưa? Thắng à. Tuyệt chiêu anh tiêu. Ghê quá cụ ơi. Bạn nào là fan của Kairon á thì các bạn chuẩn bị chuyển qua làm fan phỏng cận đi. Hiểu không? Không được. Bởi vì là mình bạn sẽ là... mình sẽ xử idol của các bạn. Xử sao? Trời đâu có gì? Đau chưa? Cái gì mà ra chiêu liên tục vậy? Đau chưa? Sợ sao bạn? Mình nhiều máu lắm. Mình còn xíu máu mình vẫn thắng bạn được. Thì bạn nghĩ rằng là nhiều đầy máu đã là gì? Căng. Sao tiền chiêu nó tung liên tục vậy? Sợ chưa, đúng không? Sợ đúng không? Cung mà. Anh ơi, em xin lỗi anh ba, em cung quá. Bạn thấy không? Dù bạn còn bao nhiêu máu thì bạn cũng không đánh được mình đâu. Ui. Hãy xem một đây mình... Thế à? No. Dễ. Mũi. Trời ơi. Chỉ vì một phút gọi là xem thường kẻ thù mà mình đã thua các bạn ạ. Oh my god. Sao trời ơi, đỉnh quá Ní ơi, đỉnh quá. Trời ơi, cái combo kia vậy? Combo đâu? Đau quá. Cho ăn cơm trong bô luôn nè. Đỉnh tiêu. Anh tiêu à? Ôi. Ai mới là người anh tiêu? Tôi không biết tính được. Sợ chưa? Cái đó anh dẹp luôn được.
Bạn nên chấp nhận một sự thật rằng là trình độ của bạn thua mình một bậc. Bạn hiểu chưa? Ê, đâu đâu không có, không có. Tại video của bạn. À tại video của mình cho nên nhường mình đúng không? Đúng rồi, tái đấu nữa đi. Tái đấu nữa, tôi không phục. Không thôi, thôi được rồi, bây giờ như thế này đi. Mình sẽ cho bạn một cái trận như thế này để bạn tâm phục khẩu phục luôn nè. Đó chính là mình nhường bạn nửa ống máu trước. Chơi không? Ghê vậy? Đúng rồi. Chơi không? Ơi, được. Mặc dù là mình nói gì thôi, à. Ừ mình nói gì thôi chứ mình không biết mình có thắng hay không, nhưng mà mình cứ gáy vậy thôi bạn. Ừ. Trận này thì để cho chắc ăn thì tôi nghĩ tôi sẽ dùng quả trứng, tại tôi thấy quả trứng khá là mạnh các bạn ạ. À, tôi đổi skin cho quả trứng luôn nè, sơn trứng tăng đam nè. Rồi, let's go, let's go. Mình cũng chơi con này, nó mini lắm, nó cũng nhỏ nhỏ, xinh xắn dễ thương. Ok. Nói chung á là từ nãy giờ thì chiến thắng là ai thắng á thì mấy bạn fan tự xem, mấy bạn tự cho nhận xét là ai thắng đúng không? Đó, chứ mình thì mình không nói đâu, nói chung là ai cũng biết mình thắng rồi. Ồ cái con của mình, ủa sao con mình nó đỏ quá vậy? À trứng luộc rồi nè đúng không? Ủa khoan từ, có trứng nào nó luộc lên thành màu đỏ không bạn? Đâu phải con tôm đâu. À quên, trứng này là trứng gà. Đúng rồi, cái trứng của bạn là trứng gà. Rồi bạn đánh mình đi. Gà. Bạn đánh mình đi, chắc bạn nửa máu á, quýnh đi. Ok, cái này là phong nói nha các bạn. Ôi. Cái này là phong nói nha. Nói luôn á. Nói à, sao đánh đâu lâu quá ta, sao bạn con này đánh, nó đánh bạn đánh yếu quá vậy, đánh mạnh lên coi. Đừng có nhảy sao mà đánh yếu quá vậy. Bạn cứ từ từ bình tĩnh. Rồi nửa máu rồi đó, rồi chơi nè, chơi nè, rồi chơi thôi, chơi nè. À dạ, chơi sao? Tiêu trời ơi, hụt tiêu sao nữa chứ. Tiêu ơi, chay quá, đẻ quá trứng à, đẻ quá trứng, đẻ quá, tát vô cái mặt con này nó được, tát đá vô mặt nó. Đá đâu sút vô mặt đá vô đây nè. Bạn đừng tưởng mình là quả trứng là mình yếu nha, không có chuyện đó đâu bạn. Cần quá bạn đừng tưởng quá ta. Là mình yếu nha. Căng chứ bạn, căng chứ bạn, phải căng chứ. Lại đây, nổ quả trứng nè, nổ quả trứng à, ị đâu quả trứng, nổ quả trứng à, ị đâu quả trứng, ấy à, ị đâu quả trứng, no. Ôi nói chung là do cái trận này là phong nhường mình mới thắng được rồi. Không đâu có nhường gì đâu, do bạn khỏe thiệt mà. Đánh nè. Khỏe được hả? Mình có thể khỏe được không? Khỏe đó bạn, khỏe nè. Tuyệt chiêu lăn trứng. Quả trứng nổ. Quả trứng nổ. Ây da, đau quá. Đau quá mình đi giờ. Ây da. Ăn trứng đi. Đừng có đánh ngộ nữa. Ăn trứng đi. Ngộ đau quá. Ăn trứng đi. Ngộ không biết ăn trứng đâu. Ăn trứng đi. Không đến ăn đâu. Không đến ăn đâu mà. Ăn trứng đi. Ngộ đâu biết ăn trứng đâu. Đâu có biết ăn trứng đâu. Đúng rồi, say. Ây da. Ây da. Không được rồi, không cho ăn trứng được rồi, phải đánh thôi. Ê, no. Sao con kia với chị ngang vậy? Được. No. Đúng rồi, hay lắm cậu bé. Hay sao bạn? In tiêu nè. Ôi, nó chơi tát bằng cái lưỡi luôn chứ. Ác thiệt chứ. Tuyệt chiêu của quả trứng. Xoay vòng tròn. Tuyệt chiêu nào? No. Tuyệt chiêu nào? No, tuyệt chiêu nào? Đừng. Đừng thua cho trứng ơi, đừng thua. Ấy đâu quả trứng. Đừng không. Ấy đâu quả trứng. Xin đừng có. Ấy da. Ấy da no. Sao đừng. Đừng. Sao được? Đừng. Yeah. Oh, trời ơi. Yeah. Vậy mà mình vẫn thua. Mình thắng rồi mấy bạn ơi. Mấy bạn fan thấy không? Trời ơi mấy bạn phải tin mình. Mấy bạn làm fan của Phong Cận TV là chính xác rồi, hiểu không? Trời ơi. Cái mình, ơi. Mình xin lỗi mấy bạn, mình làm cho bạn thất vọng quá, mình không xứng đáng. Liếm. Hụt rồi sao? Dạ, không cần in tiêu. Mà đau quá à. Không cần. Mà vẫn đau không quá. Không cần in tiêu luôn các bạn. Ấy đâu quả trứng nè. Ấy đâu quả trứng nè. Ấy đâu quả trứng nè. Ấy. Tát vô cái mặt nè. Ấy đâu quả trứng. Không được lơ là. Đau quá. Ôi giời ơi, tuyệt chiêu say múa lửa luôn má. Con của bạn biết nhảy hip hop luôn hả? Nhảy hip hop nè. Nhảy hip hop nghe vào đây. Hip hop nghe vào đây. Yêu cay never sai. À yêu cay never sai. Trứng nổ nè. Bùm. Trứng nổ nè. Cần quá. Trứng nổ nè. Bùm. Cái gì à, cần quá cậu à. Cần quá cậu à. Trứng nổ nè, ăn trứng nổ đi. Liên hoàn anh tiêu. Sa. Anh tiêu. Ấy da, ấy da. No. Trời ơi. Anh tiêu thua luôn má. Trời ơi. Nói chung thì theo như các bạn xem video thì mấy bạn cũng thấy đó. Riêng về phần kỹ năng thì Phong đã hơn. Phần lạnh lùng, đẹp trai thì Phong cũng hơn. Thôi giỡn. Cai ơi. Cai. À, ơi. Sao im lặng rồi?
đuối quá à, đâu đuối quá à. Đuối. Không sao đâu, đừng đuối mà, không sao đâu. Ok, vậy là coi như ngày hôm nay mình đã cùng với Caron, hai đứa mình đã solo với nhau tiếp tục xong thêm một trận game đánh nhau nữa rồi. Thì mấy bạn đã thấy đó, trong tập trước cái hình như là tôi cũng thắng đúng không ta? Hình như trận này tôi cũng thắng hay sao không nhỉ? Ơ nhưng mà nói chung là ai thắng ai thua không quan trọng mấy bạn ạ. À. Quan trọng là mình thắng là được rồi. Ôi, nói chung là đừng chọc cái Ron nữa bạn hiểu không? Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Và nếu như bạn nào mà muốn mình với cái Ron sẽ tiếp tục chơi thêm những cái game gọi là đại chiến như thế này nữa, các bạn đừng quên hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Và đừng quên là hãy nhấn nút like cái video này nha các bạn nha. Còn giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mấy bạn ở những video lần sau. Bye bye. Nice. Hello team, hello team.